Tôi xin chào tất cả các anh em cần rủ đam mê cách tổ quốc. Hôm nay tụt lên là một clip gồm 20 cành câu nha anh em. 20 cây này thì 20 cành câu carbon hàng kiện Nhật thì sẽ có vài cây nó phù hợp luôn mọi người. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán hàng lỗi không trong clip lên ạ. Xin chân lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cây thứ nhất thì cây thứ nhất là một cây máy ngang nha mọi người. Cây máy ngang. Thì cây này một cành, cây cành của AB White Pencil mọi người. Cây hàng của Rui xuất Nhật. Thì cây này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Thì vẫn là phen Fuji hết nha mọi người. Đó. Phần những cây hàng lấy tại Nhật thì đa phần phen Fuji hết. Ngoại hình đẹp nha mọi người, cây máy ngang. Đó. Thì cái này độ cứng tương đương với L thôi nha mọi người, tương đương với L thôi. Cho anh em câu cá suối, bass spin, bass kẹp nha mọi người, Fuji, bass dặn chứ Fuji. Thì cái này dài 1m8, nó tải mồi từ 7 đến 10.5g, độ cứng tương đương với L. Nặng là 110g. Nặng là 100g, đọt là 1 ly 9. Rồi, giá cái thứ nhất giá là 550k cộng ship nha anh em. Thì cái này tải dây từ 8 đến 15 lb nhé. Đó. Đây, test tổ công cho anh em xem. Đó. Vậy anh em luộc cá suối công nhé thôi. Tiếp theo bên mọi người là cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người một cây hàng của hàng View. Đó. Hàng View này của China xuất Nhật nha anh em. Đó, vẫn là fan Fuji nha mọi người. Fan vẫn là fan Fuji. Đó. Thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó, fan Fuji lỡ xám. Thì cái này dài là 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng ML. Cán ba khúc đời cao. Ngoại hình tương đối ok, đẹp đẽ sạch sẽ. Mấy cái này dạng về cho anh em tập lúa mọi người. Đó, tập lúa thôi. Thì cái này nặng là 105g, dài 1m8, đọt 1 ly 9. Thì không có thông số tải mồi nên em không có đọc nha mọi người. Đó, nó để là độ cứng ML. ML thì nó tải tầm khoảng 15g. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Đó, một cây hàng Daiwa. Thì cây này chất liệu carbon sẵn nha mọi người. Đó, fan là khoảng là fan Fuji nha mọi người. Fan vẫn là fan Fuji. Đây. Đập bọt sẵn tới ngọn nha mọi người. Đó. Bắp đây. Bắp thẳng bắp tay qua luôn nha. Thì cái này dài 1m8 nha anh em. Dài 1m8, độ cứng vẫn là ML. Đây. Đó. Thì nó không có thông số tải mồi. Đây, thông số tải mồi của nó đây. Độ cứng ML thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 21g. Tải dây từ 8 đến 14 lb nha anh em. Hàng này hàng tải qua xuất Nhật. Đó, hàng đại qua. Thì ngoại hình vẫn có xuất sắc, bát thì bát đẹp nha mọi người, bát này ok. Thì cái này nặng là 120g, đọc dài 1m8, đọc 1 ly 8. Rồi, giá công khai cái số 3, giá là 600 cộng ship nha, 600 cộng ship. Giá này cực kỳ bèo nhèo luôn, đó, về anh em nào tập lua, mới lua thì dứt cái này về. Đó, đánh, vô tư, cho bò nha, đó, test tổ công luôn. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho người vẫn một cây hàng của hàng kỹ Nhật. Thì cái này vẫn là một cây hàng carbon. Đó, fan là fan Fuji. Đấy, fan Fuji lỗi xám. Mọi thứ ok hết nha anh em. Đó, không lỗi lầm gì hết. Bát nó là bát Fuji. Đó, bát Fuji Japan. Đó. Lighty Ram. Cái này độ cứng vẫn là ML nha anh em, độ cứng vẫn ML, dài là 1m68, nặng là 120g, không có thông số tải nên em không đọc. Đó. Thì ML thì giống như cây Daiwa, ra tầm khoảng 21g nha anh em. Đó. Đây, test độ cứng luôn. Đó. Rồi, giá cùng hai cây số 4, giá là 400 nha anh em. Đó, cây số 4 400, đọt 2 ly 2 nha. Giá cực kỳ đều nhèo nha, mấy ngang. Rồi, tiếp thêm qua dòng máy đứng. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 là cho mọi người một cây cần máy đứng. Đó. Dòng máy đứng này câu rất là đa năng luôn. Anh em có thể lua câu tôm, câu chép, dạ, câu hanh, câu cháp đều ok nha mọi người. Đó. Thì cái này là một cây hàng Habana gì đó mọi người. Đó. Thì cái này em lấy từ cũng từ thị trường Nhật về. Để em coi cây này nó sản xuất tại đâu. Nó không có sản xuất. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng là ML, tải mồi từ 7 đến 14g. Đó.
không có thông số tải dây luôn, bát là bát dặn. Đó. Thì được cái là fan Fuji nha anh em, fan là fan Fuji. Đó. Nặng là 100g, đọt 1 ly 7 và 1m8. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 550k nha anh em. Đó, cái này về anh em câu tôm cũng được, dạng câu tôm cực kỳ cảm giác luôn nè. Đó, test tổ công. Tiếp theo cây số cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây Sama. Thì cái này em cũng lấy từ thị trường Nhật về, chạy 1m8 độ cứng L, chắc lẽ là carbon nè. Nó dạng carbon hay giá sẵn nè mọi người. Rồi kể với anh em xem. Fan vẫn là fan Fuji lõi xám nha anh em, fan Fuji lõi xám rất là đẹp. Sẵn thì carbon sẵn thì nó khỏi bàn. Tem sức đầy đủ nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 110g, đọt 1.4 dài 1m8, độ cứng là độ cứng L. Về cho anh em lua cá suối, câu nhảy hơi, câu hanh cháp, câu cá mè, câu tôm, các loại ok nha anh em, test độ công nè, câu cá động cũng được. Rồi, giá cây số 6 là 600 nha mọi người, 600k cộng ship. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây của Shimano. Đó, một dòng Shimano Badone XT. Đó. Thì Shimano Badone XT này, cây này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji, bass là bass hãng của Shimano. Thì cần có xước sát li ti nha mọi người. Đó, được cái nó có thương hiệu rõ ràng. Đây anh em, Shimano Badone, hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này dài 1m8, nó tải mồi từ 4 đến 10 14g, độ cứng tương đương với ML. Tải dây từ 4 đến 12 lb. Cái này anh em về luôn nhá hơi được nè, đánh lốc ok. Đó, test độ công. Cái này nặng là 100g, đọt 1.8. Nặng 100g, dài 1m8, đọt 1.4. Tải mồi từ 4 đến 14g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Giá cốt số 7 là giá 700 nha anh em, 700 cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người là một cây hàng của Daiwa. Đó, một cây dòng cần Daiwa Gion G4 chứ. Đó. Thì cái này dài 1m8, carbon là carbon sắn. Đó, cán là cán bằng. Anh em, sắn đây. Đó. Sẵn tới ngọn nha mọi người. Đó, carbon sẵn tới ngọn luôn. Cái này đầu cứng mà là về chia cho anh em lua lóc nháy hơi, đánh chẽm. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Bass là bass hãng, bass Taiwa. Đó. Đầu cứng mà là dài 1m8. Carbon sẵn nè mọi người. Đó, đẹp nhá. Cái này ngoại hình rất là ok luôn nha mọi người. Thì cái này nặng là 92g, dài 1m8, tải mồi từ 3.5g đến 14g, đọt 1.5. Rồi, giá cây số 8 giá vẫn là 700. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho người là một cây cần của Daiwa. Đó. Để mọi người, dòng Daiwa. Thì cây Daiwa độ cứng chỉ có L thôi nha anh em, độ cứng L. Thì cái này của Thái Lan xuất Nhật cho anh em, hàng Thái Lan thì chất lượng khỏi bàn rồi. Cái này quẳng dài 1m8, carbon là quẳng là carbon sẵn đây. Đó, cán quẳng là cán bằng, bát là bát đây qua. Fan là fan Fuji mọi người, fan Fuji đẹp nhá. Đó. Thì cái này nặng là 90g, đọt dài là 1m8, đọt là 1.8. Cái này tải mồi từ 1.75g đến 10.5g, tải dây từ 4 đến 10 lb. Giá công khai cây số 9 giá là 650k nha anh em. 650k cộng ship nha. Carbon sáng đẹp nha mọi người. Đó. Test độ cong cho anh em luôn. Đó, về lua câu hanh cháp thì rất là ok nha. Câu cá động cũng được. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người là một cây hàng của Cần View. Không phải Cần View, cây này là cây của em xem cây của ai. Cái này một cây cần của Lock nha anh em, cây này hàng của China xuất Nhật đây, hàng China rồi. Đó, chất liệu là chất liệu carbon nha anh em, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đây. Đó.
cái này dạng UL rồi, về cho anh em câu cá suối, hôm anh em câu tôm. Đó, câu cảm giác thôi. Cái này dài là 2m04, tải dây từ 2 đến 5 lb. Số tải mồi mát của nó là 10g thôi nha anh em, tải đòi mồi mát có 10g thôi. Đọt là 0.9. Đây, tải mồi mát của nó chỉ 10g thôi. Cái này đọt cứng tương đương với UL thôi nha mọi người. Đó, rồi, giá cây số 10, giá là 450k cộng ship nha. Cần đẹp nha mọi người. Đó, phen thường bát thường. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 là một cây hàng của hàng View, hàng của China xuất Nhật. Đó, đây, hàng View. Đó, được cái là cây này là phen bát Fuji hết nha anh em, phen bát Fuji hết. Chất liệu là liệu carbon sẵn đây. Đó. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Carbon sẵn hết nha mọi người. Sẵn tới ngọn luôn. Thì cây này dài là 2m1, nặng là 114g, đọt 1 ly 7. Thì cái này giá công khai là 600 nha anh em, 600 cộng ship. Cây này độ cứng L thôi nha anh em, độ cứng L, về cho anh em dạng đánh cảm giác thôi nha. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 em lên cho mọi người là một cây ABY Benso, một cây hàng của Korea xuất Nhật. Cái này nó bị mất cái tem rồi đó, mà nó còn thông số lô nè mọi người. Đây, keo của chỗ tem nó bị nứt nè. Đó, thì được cái là bộ cây này nó sổ bộ phen, nguyên bộ phen xít cho anh em. Đó, thì bộ phen xít này rất là có giá. Đó, rất là đẹp nha anh em, bóng lưỡng nè. Bát là bát Fuji tem hoàng. Rất là đẹp nha. Đó, phen Fuji ship nha mọi người. Ok nha mọi người. Chữa cam mấy cây. Đây, phen là khỏi chê. Thì cái này nặng là 116g, nặng là 160g, đọt 1 ly 6. Để em xem cái này dài mấy mét. Rồi, em đo bằng thước thì cái này dài 2m1 nha, dài 2m4 nha anh em, dài 2m4. Rồi, giá công khai là 900 cộng ship nha anh em. Đó, cây số 12 900 cộng ship. Cái này sở hữu nguyên bộ phen ship nha. Đó, nó đắt là đắt bộ phen. Tiếp theo là cây số 13. Thì cây số 13 em đo cho người vẫn là một cây hàng lua. Thì cái này hàng của China xuất Nhật. Thì phen là phen thường, đó, được cái ngoại hình nó mới. Em lấy nguyên lô về. Chẳng Sam nói vậy, bát là bát bát ảnh luôn đó. Thì cái này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4. Thì cái này nó lua mát là 40g, nó dài 2m4, độ cứng em mơ. Thì cái này nặng là 140g, đọt là 1 ly 8, tải mát là 40g, dài 2m4. Thì cái này giá công khai cái này là 400 nha mọi người, đó, 400 cộng ship. Đây, test độ cong cho mọi người luôn đó. Cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 nó lên cho mọi người một cây cần lua. Đó, cây lua, cái này dài. Đó. Cây này là phen bát Fuji nha. Bát phen là phen Fuji nha anh em. Phen là phen Fuji. Đó. Cán là cán 3 khúc đời cao. Để em xem cây này của hãng. Cây này hãng của Thomas nha anh em, hàng của Thomas. Đó, cái này hàng China xuất Nhật luôn. Ngoại hình rất xuất sắc nè. Đó, xuất sắc như nè. Đó, cần xuất sắc báo anh em xuất sắc. Được cái là phen bát Fuji nhá, phen bát Fuji bu bu chống sắn. Bu chống sắn nha, xuất sắc nha mọi người, cần này xuất sắc nha. Đó, báo anh em xuất sắc. Thì cái này nặng là 230g, dài là 2m88, đọt là 2 ly 2. Rồi, giá công khai cây số 14 giá là 700 nha anh em. Đó, 700 giá, giảm giá cây này luôn. Đó, ngoài hình xuất sắc. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 lên cho mọi người một cây cần full túi nha anh em, full túi full hộp luôn. Cây này chưa qua sử dụng, hàng trưng bày. Thì cái này một cây ABY Benso. Đó. Thì cái này dài là 1m68 nha anh em, dài 1m68, nó tải mồi từ 3.5g đến 10 17g. Đó.
17.5 gram, thành phần carbon trên này là 99% nha mọi người. Đó, đây thông số nó đây, đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 7, tải dây từ 6 đến 14 lb, hàng của Korea xuất nhập nha anh em, hàng Korea xuất nhập, dài 1m68, còn túi, còn hộp, còn giấy tờ đầy đủ, lô máy ngang. Đó, ngoại hình nó thì cực kỳ xuất sắc rồi. Đó, sơn kim tuyến nha, fan bass Fuji rất là đẹp luôn. Fan lỗi xám nè, cho qua sử dụng, độ cứng ML. Rồi, giá công khai cây số 12, 13, 14, 15, giá 15, giá công khai 15 là 1 triệu nha em. Tiếp theo cây rồi mọi người, tiếp theo cây số 16, thì cây số 16 vẫn full túi nha em, full túi full hộp, hàng chưa qua sử dụng. Thì đây là một dòng cần bay qua Jupiter đó, thì cái này dài 1m8, độ cứng là ML, thì cái này nó tải mồi từ 5.25g đến 17.5g nha anh em. Đó, cái này nặng là 135g, đọt là 1 ly 7, gốc của nó là một gốc của nó là 10. Đó, thông số trên hộp đây, trên túi thì cái này là một cái hàng carbon sắn. Đó, rất là đẹp luôn, hàng đây qua sẵn khỏi chê đâu được. Máy ngang anh em, máy ngang bass là bass Fuji, fan là fan Fuji Jupiter, sẵn rất là đẹp như này, hàng chưa qua sử dụng nha. Đó, rất là mới luôn. Đó, mở ken xài ben sẵn là hết chỗ chê luôn. Thì cái này của Korea xuất nhật. Đó, thông số nó đây. Rồi, giá công khai cây số 16, giá vẫn là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 vẫn là một cây hàng full túi full hộp. Thì cái này một cây cần của BY Benso. Đó. Thì cây này dài 1m60, dài 1m68 nha anh em, dài 1m68, độ cứng ML. Cái này tải mồi từ 7 đến 21g. Đọt của nó là 1 ly 8 nha em, đọt 1 ly 8, gốc là 7.4, tải dây từ 6 đến 14 lb, thành phần carbon là 99%. Đó, hàng mới in của Korea xuất nhật, Hàn Quốc xuất nhật. Thì cái này đặc biệt một cái là sổ bộ phen là một phen gold nha em, đây nhìn từ xa nó bao đẹp luôn. Đó, rất là đẹp. Máy ngang chưa qua sử dụng, cán bằng. Đó, cán bằng này chưa tháo miếng bao ni lông qua nữa. Đó, rất là đẹp nha anh em, quá ok luôn, khỏi chê đâu được. Rồi, giá công khai cây số 17 giá là 1 triệu nha. Tiếp theo cây số 18, 19 và 20, thì ba cái này là ba cây chê anh em câu bè. Thì cây số 18, thì cây số 18 lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Đó, thì cây này cứng 15, dài 1m8, hàng chất liệu carbon, đọt là đọt tháp, đa phần mấy cây Hechi là đọt tháp hết nha anh em, cán là cán mái treo, chất liệu carbon, bắt kẹp Japan, fan là fan Fuji xám. Đây, đó, keo nó bị rằn chỗ này nè, nhưng mà còn rất là chắc nha anh em, rất là chắc luôn. Đó, đây cũng bị, đó, nhưng đọt nó thì không nha anh em, đọt hay không. Hàng thì hàng nguyên sinh nhá, nguyên sinh nguyên kiện, lỗ xám hết nhanh em, bao đẹp. Thì cây 18 nặng là 117g, đọt 1 ly, giá công khai là 500 nha anh em, giá 500 cộng ship. Tiếp theo cây số 19, cây 19 em đây nha mọi người, một cây cần của Suzumi, một cây Hàn Quốc xuất nhật. Thì vẫn là một cây cần của Hechi Kobe. Đó, đọt đây nè, đọt rất là nhạy cá luôn. Thì cái này cứng 15, dài 1m8, fan vẫn là fan Fuji lỗ xám hết nha anh em, fan Fuji lỗ xám hết. Rất là đẹp. Thì cái này nặng 125g, đọt 0.9, giá công khai vẫn là 700 nha anh em, 700 cộng ship cây số 19. Tiếp theo cây số 20, một cây hàng hệ. Cây 20 cho em lên cho mọi người một cây hàng đây qua. Hàng qua, đây qua. Một cây hàng hệ cực kỳ đẹp nha anh em. Đó.
thì bát của nó là bát đề cao titanium, bát kẹp. Đó, bát này siêu nhẹ luôn, siêu nhẹ mà siêu chắc nữa. Cây này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, carbon sắn ít, đọt tháp. Thì cái này dạng cần hai chi cho anh em, hai chi câu hanh cháp thôi, dạng đánh cảm giác. Thì cái này cứng là cỡ 20-30 anh em, cứng 20-30, carbon sắn ít đỏ nó mát, rất là đẹp luôn. Carbon Vicker hàng nội địa, rất là mới nha anh em. Thang bát Fuji. Thì cái này nặng 160g, dài 21, đọt 1.3, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cây số cuối cùng, cây 20, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship. Rồi, đó tổng cộng 20 cây cần em ra cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để lại số điện thoại tự động liên hệ của anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.